Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại khu dân cư Đại Nam. Và hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn những thước phim, những clip và hình ảnh mới nhất về khu dân cư Đại Nam để cho các bạn cùng tham khảo. Và đơn thuần là chúng tôi muốn gửi thông tin, muốn gửi hình ảnh đến cho các bạn để các bạn có sự cảm nhận về khu dân cư, về sự thay đổi của khu dân cư Đại Nam sau một thời gian mở bán. Đây, các bạn có thể nhìn xung quanh. Đây ạ. Và để biết chi tiết hơn, chúng tôi mời các bạn đi cùng chúng tôi một vòng để chúng ta xem là khu dân cư Đại Nam có sự thay đổi gì so với thời điểm mở bán. Vâng, thì khu dân cư Đại Nam thì các bạn đều biết rằng với quy mô là 105,8 hecta, với sự đầu tư của công ty cổ phần Đại Nam của ông Hùng Huỳnh Uy Dũng, thì chúng ta đã được chứng kiến và chúng ta đang được đứng tại một trong những khu dân cư, những dự án khu dân cư đẹp nhất của tỉnh Bình Dương, nếu không nói rằng đó là top đầu của tỉnh Bình Dương về vị trí, về tiện ích và về giá trị sinh lời. Vâng, chúng tôi xin mời các bạn đi cùng nhé. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với Trung tâm Thương mại Thế giới. Trung tâm Thương mại Thế giới được tọa lạc tại trung tâm của thành phố mới Bình Dương. Và hôm nay thì ngày 17 tháng 6 năm 2021, chúng tôi trân trọng mời các bạn chúng ta đến tham quan một vòng xung quanh Trung tâm Thương mại Thế giới. Vâng, Trung tâm Thương mại Thế giới nằm tại trung tâm thành phố Bình Dương. Đây, xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương. Đây là một trong những công trình đặc biệt của tỉnh Bình Dương, nằm tại trung tâm của thành phố Bình Dương. Đây, xin mời các bạn. Trước cổng trường Đại học Quốc tế Miền Đông, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây là ngôi trường mà chúng tôi đang muốn giới thiệu với các bạn, trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Vâng, trường Đại học Quốc tế Miền Đông thì với sự đầu tư của tổng công ty BKMX IDC và được thành lập dựa trên quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27 tháng 9 năm 2010 và chiêu sinh khóa đầu tiên vào năm 2011, và cho đến nay thì trường đã chiêu sinh được hơn 3.000 sinh viên. Đây là toàn cảnh trường Đại học Quốc tế Miền Đông, xin mời các bạn cùng tham khảo. Vâng, chúng ta cùng tham quan một vòng quanh khu dân cư Đại Nam các bạn nhé. Hiện tại thì chúng ta đang đi trên con đường chính, con đường là gọi là trục chính của khu dân cư Đại Nam. Và đường này thì bắt đầu nối từ phía cổng khu công nghiệp Kim Huy, và chúng ta sẽ đi ngược lại, là chúng ta đâm thẳng vào con đường Lê Lợi. Đường Lê Lợi là đường đi xuyên qua trung tâm hành chính của thành phố mới Bình Dương các bạn nhé. Đây, thực sự đây là con đường rất là độc đáo khi mà chúng ta di chuyển từ khu công nghiệp Kim Huy vào trung tâm thành phố mới Bình Dương. Theo như thông tin ấy, như hình ảnh các bạn có thể thấy được, đây là con đường đôi và làn đường hai bên ấy, mỗi bên có hai làn đường. Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì làn đường này ấy là mỗi bên là 8m. Vậy là đường này là đường nhựa là 16m. Vỉa hè ở đây 5m. Thực sự đây là một con đường rất là lớn, mặc dù đây chỉ là đường nội khu trong khu dân cư các bạn nhé. Phía trước chúng ta là chính là cổng vào của khu công nghiệp Kim Huy, khu công nghiệp Sóng Thần 3 đấy các bạn. Vị trí địa lý của khu dân cư Đại Nam, chắc chắn một điều là những ai là những người khó tính nhất thì chúng ta cũng đều phải thừa nhận rằng đây là một cái vị trí tuyệt đẹp, có thể nói là nằm trong top 3 dự án khu dân cư đẹp nhất của tỉnh Bình Dương cho đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi thực sự là chúng tôi cũng không nắm được vấn đề đó là giá bán một nền là bao nhiêu và thanh toán như thế nào, tại vì bản chất là chúng tôi cũng chỉ là những người đi mỗi dự án đẹp
chúng tôi sẽ quay lại và những và anh chị và các bạn cùng cùng nhau chúng ta tham khảo trên kênh. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là kênh của chúng tôi, đó là kênh bất động sản trực tuyến trên mạng xã hội YouTube. Con đường này là đường nội khu. Đường nội khu rất là lớn. Và đường nội khu này là đường chúng ta có thể để ý được, đó chính là đường D15. Đường DC15 các bạn nhé. Đường DC15 là con đường đi song song với con đường phía đấy, phía bên ngoài các bạn có thể để ý. Đó là đường đi đường tạo lực 1. Xin lỗi các bạn, đấy là đường Điện Phủ nhé. Khu dân cư này chúng ta chỉ cần đi qua một con đường là chúng ta có thể đặt chân tới khu công nghiệp Kim Huy các bạn ạ. Và phía trước mặt ấy là các bạn có thể nhìn thấy là phía tòa nhà cao nhất của thành phố mới Bình Dương, đó chính là trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương, trung tâm hành chính tập trung. Vâng, tạm biệt con đường DC15 này, chúng ta đang đi trên con đường DC33. Và đây là đường DC29, tất cả đều là, đây đều là những con đường nội khu. Bình thường như các khu dân cư khác ấy, chúng ta có thể để ý một điều, đường con đường chính của mỗi khu dân cư đều là đường 25m, tức là 5-10 năm. Tuy nhiên ấy, thì đây con đường nội khu thì chúng ta có thể chứng kiến được là cũng là 5-10 năm. Còn đương nhiên đường chính thì chúng ta vừa đi xong ấy, thì các bạn đều thấy được là cái quy mô của một con đường đó nó lớn như thế nào các bạn nhé. Đây chỉ là một con đường nội khu. Tạm biệt đường DC29. Chúng ta rẽ vào con đường DC25. Như các khu dân cư khác thì chúng tôi có thấy một điều ấy, là chủ đầu tư hay đặt tên đường, đó là đường N và đường N và đường D. N là ngang, D là dọc. Tuy nhiên đây vì một lý do nào đó thì chủ đầu tư là đặt tên đường là đường DC. DC1, DC2 cho đến DC30, 40 gì đó. Tiếp tục, đây là một con đường chính trong dự án các bạn nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2021. Thì thực sự là chúng tôi cũng chưa nhận thấy một công trình nào được xây dựng ở đây. Còn nguyên nhân, lý do và thực tế nguyên nhân, lý do như thế nào thì chúng tôi cũng chắc chắn một điều là chúng tôi không biết được và chúng tôi không dám chia sẻ thêm. Chúng tôi chỉ có quay lại những thước phim thực tế để cho các bạn cùng chúng ta cùng nhau tham khảo. Quay hai bên đi. Đây cũng là một trong những con đường chính mà chúng ta, nếu mà chúng ta đi thẳng ra đây là cũng là đâm thẳng vào trong trung tâm thành phố mới Bình Dương. Và tiện ích của khu dân cư Đại Nam ở đây thì có những cái gì đặc biệt, chúng tôi xin chia sẻ một chút về những tiện ích. Tức là từ vị trí của khu dân cư Đại Nam này ấy, thì chúng ta cũng chỉ mất đúng 1 phút di chuyển trên xe là chúng ta đi tới trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương. Mất 1 phút di chuyển là chúng ta đi sang khu công nghiệp Kim Huy. Mất 5 phút là chúng ta di chuyển qua trung tâm thương mại thế giới. Cũng như là mất 7 phút thì chúng ta di chuyển ra trường Đại học Quốc tế Miền Đông.
Hạ tầng cơ bản trong khu dân cư Đại Nam là đã hoàn thiện 100% các bạn nhé. Cây xanh, vỉa hè, điện âm, nước máy, thậm chí cây xanh là đã tốt rồi các bạn ạ. Phía trước mặt của chúng ta đó chính là con đường đi vào trung tâm thành phố mới Bình Dương, con đường Lê Lợi. Vâng, tạm biệt khu dân cư Đại Nam thì chúng ta bây giờ chúng ta di chuyển đến những tiện ích xung quanh của khu dân cư Đại Nam các bạn nhé. Đây là cổng ra của khu dân cư Đại Nam. Và để mà có được nhiều thông tin hơn ấy thì rất mong là các bạn bấm vào nút đăng ký mà chúng tôi để ở phía dưới góc phải màn hình của các bạn nhé. Rồi, tạm biệt các bạn, tạm biệt khu dân cư Đại Nam. Tạm biệt đi.